Chào bạn nha. Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn mẫu câu cá lóc phần chín nha anh em. Tại nhiều chỗ kêu mỗi tên gọi khác nhau nên mình cứ nói phần chín đi cho anh em dễ đặt ha. Đây nha anh em. Thì một cái thì tốn sẵn đầy đủ như hình này, và anh em chỉ móc câu thôi là 50.000 nha. Là anh em mua 6 cái là em bao ship nha. Còn mua dưới 6 cái là anh em tính tiền ship nha. Đây, đây vẫn là thép trắng 1 ly 8 nha anh em. Đấy, màu này dài 5 phân. Đấy, rất đẹp nha. Mẫu này thì cứ cá cỡ 2 lạng đổ lên là anh em bắt được nha. Có khi 1 lạng, 1,5 lạng vô luôn nha anh em. Cái lưỡi nó không to lắm đâu. Đấy. Cỡ 5 phân là anh em là câu là đẹp luôn á. Đây anh em đặt hàng thì cứ nói là mẫu câu cá lóc phần chín giùm em nha. Tại em nhiều mẫu quá. Với lại nhiều chỗ nó kêu khác nhau á anh em. Đây, đây. 50.000 một cái nha. Anh em mua 6 cái là em bao ship. Mẫu này thì em mới ra thôi chứ hồi giờ cũng chưa gửi ai hết nha. Ngạnh mũi thì cái nào nó cũng như cái nào nha. Đây là hoàn toàn là bằng thủ công hết nha anh em. Chứ không phải là mình làm bán công nghiệp nha. Toàn bộ là làm thủ công. Thủ công mà 50 ngàn cái là giá đó là vừa cho anh em chơi á. Còn anh em đừng có so với mấy cái lưỡi công nghiệp được nha. Lưỡi công nghiệp nó không được như vậy đâu. Nè, quay sát lại cho anh em xem luôn nè. Anh em thấy ngạnh mũi chưa? Thì cái anh em mua hàng thì mình cứ để số điện thoại với cũng là số Zalo của mình trên màn hình video luôn nha. Đã, anh em cứ muốn đặt nhanh thì anh em cứ điện thoại tới cho nhanh. Điện thoại là em tại Zalo em ít cầm máy á. Lâu lâu em mới trả lời tin nhắn chứ còn điện thoại là đa số hầu như là lúc nào em có cầm máy nha. Tại em do làm mình không có thời gian ấy, nên cũng ít có lên mạng. Chủ yếu là em nghe điện thoại nhiều. Còn anh em nào mà muốn xem mấy cái mẫu khác nữa thì cứ nhắn tin trên Zalo cho em. Anh em cứ nhắn tin là được rồi, em nhận bình thường chứ không cần kết bạn mà. Tại Zalo đầy bạn này. Nhắn tin là em gửi mẫu qua cho anh em chọn. Đấy, mẫu này là em thấy là thấy ok nha anh em. Đấy, cỡ 5 phân này là vừa rồi nha. Cỡ này thì cá ăn vô anh em cứ lắc nhẹ là vô hết, anh em không cần phải đóng mạnh nữa. Anh em nhớ đặt hàng là lưỡi câu cá lóc phần chín nha. Đấy, số điện thoại mình em có bỏ trên màn hình đấy. Với Zalo là cũng là xài số đấy luôn. Video đến đây kết thúc nha. Chào tạm biệt anh em nha.